Theo dự tính của một công ty xì gà Cuba, thị trường tại Mỹ sẽ mở rộng từ 25 đến 30% nếu những lệnh cấm vận đang áp đặt lên Cuba được gỡ bỏ. Hãng xì gà Habanos là công ty liên doanh với tập đoàn Imperial Tobacco đã đạt 439 triệu đô la Mỹ doanh số bán hàng trong năm 2014 mà không cần đặt chân trực tiếp vào thị trường Mỹ. Là công ty độc quyền xuất khẩu xì gà Cuba, Habanos cần cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tại thị trường Mỹ, vốn được ước tính sẽ tăng từ 70 đến 90 triệu điếu xì gà mỗi năm nếu các lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ được dỡ bỏ. Tùy thuộc vào giá mà lượng xì gà xuất khẩu sang Mỹ sẽ rơi vào khoảng 70 đến 90 triệu điếu. Tôi không muốn nói về giá cả bây giờ bởi vì vẫn còn quá sớm, nhưng chắc chắn giá cả sẽ được phân tích kỹ lưỡng. Ngoài ra, các chiến lược tương tự ở cấp độ quốc tế cũng sẽ được áp dụng ở thị trường Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó đã gỡ bỏ một số hạn chế về thương mại cũng như du lịch. Công ty Habanos dự đoán thị trường Mỹ trong từ 5 đến 15 năm tới sẽ mở rộng đến 70% giống như những thị trường khác trên toàn cầu.